Kim Kardashian học làm luật sư, VN Express giải trí. Trong buổi phỏng vấn với Vogue, Kim chia sẻ, tôi muốn đấu tranh cho những người có công với xã hội. Tôi cảm thấy hệ thống xã hội của chúng ta có nhiều điểm chưa tốt và tôi muốn là người hoàn thiện chúng. Ngôi sao truyền hình thổ lộ đã tham gia chương trình tập sự của một công ty luật tại San Francisco từ mùa hè năm ngoái. Cô dự định tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ luật sư tại bang California vào năm 2020. California là một trong bốn bang tại Mỹ cho phép công dân thi lấy chứng chỉ luật sư không cần bằng cấp. Thí sinh có thể chọn theo học luật trực tiếp từ các công ty hoặc thẩm phán trước khi thi. Kim còn khoe đã góp công lớn đưa Alice Mary Johnson ra tù. Alice là tù nhân lĩnh án trung thân vì chất kích thích. Ngôi sao truyền hình thực tế đã liên hệ Tổng thống Donald Trump. Sau một tuần điều tra, Tổng thống Mỹ quyết định ân xá cho Alice sau 21 năm ngồi tù vì cải tạo tốt. Kim Kardashian tìm thấy đam mê trong nghề luật khi tiếp xúc với Van Jones. Người dẫn chương trình tại CNN họ cùng một vài luật sư tham gia nhóm vận động về cải cách tư pháp hình sự. Cho dù nhiều người có ác cảm với Kim, cô ấy đang dùng hình ảnh và danh tiếng của mình cho một mục đích cao cả. John khen ngợi nỗ lực của người đẹp, cha ruột của Kim, ông Robert Kardashian, cũng là một luật sư nổi tiếng. 25 năm lột xác của Kim Kardashian Đạt phàn, theo CNN, Tham